Nam mô A Di Đà Phật. Con xin cầu nguyện thầy bình an. Dù thầy đi ăn tu nơi nào, con một lòng theo bước chân tu tăng đạo, một lòng theo Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Kỷ niệm xưa thầy dạy chúng hận nguyện khát thương lòng từ bi, giờ đây thầy ẩn ẩn lòng con thương nhớ, nguyện cầu bình an tâm luôn hướng về. Cùng một lòng theo bước chân tu tâm đạo, một lòng theo Phật. A Di Đà Phật, khi niệm xưa thầy dạy chúng con hằng nguyện khát thương lòng từ bi, giờ đây thầy ẩn lòng con thương nhớ, nguyện cầu bình an việc nào đáng làm thì mình làm, cái nào không đáng làm thì mình sẽ muốn làm. Như thế này thì nó cũng không đúng ý. Khi hạnh ấy, đi tới đâu mọi người cũng đi theo, phải tù họp đâu không được đúng theo khi ấy. Khi nào mình cần thiết ấy, thì gặp như sáng với này, không phải khi nào cũng gặp với quỳ đảnh lễ cả, không cần, không phải như thế này. Mình ở nhà mình làm cái điều gì hành gian khó, thầy đã dừng lại. Trong con nguyện cầu thầy mãi bình an. Cùng một lòng theo bước chân tu, tâm đạo một lòng theo Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin cầu nguyện thầy bình an. Dù thầy đi ăn tu nơi nào, con một lòng theo bước chân tu tâm đạo, một lòng theo Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Là đến tận nhà mọi người sẽ không đưa đến như thế này. Ngày mai á, mà ai đưa đến là các con cũng nhận. Dạ. À, đưa đến là không nhận. Khi nào đi khách phục đến nhà thì mới nhận. Dạ. Còn không đưa đến là không nhận thì nói trước. Nên là cũng mất công là đừng có 3 giờ sáng hay 5 giờ sáng chạy đi cho đồ. Còn những sư nào cũng nhận thì việc của họ, đưa cho họ. Nhưng mà đi con là con không nhận, còn các sư khác là việc của họ. Con và sớm á, mà đang cũng 3 giờ sáng hay là 4-5 giờ sáng ấy, mà đem đến là con cũng phải nhận. Ở 5 giờ chạy theo cũng nhận. Khi nào giờ con đi cái khổ thì con phải nhận đến nhà. Nhưng mà như thế này thì con nói là đi quay phim thì quyền lợi của mọi người. Muốn quay phim thì quay, muốn làm cái gì cũng được. Nhưng mà không được đi theo hàng 2-3 bên đường thì quay. Đi thì một là đi sau, hai là đi trước. Dạ. Nhưng mà đi hàng 2, hàng 3 là quy định giao thông là gây ra những cái là làm cho ảnh hưởng đến mọi người tu là không được. Dạ. Nên là chính quyền họ không cho phép đi hàng 2, hàng 3 ngoài đường. Đi thì đi hàng 1. Dạ. Đi trước hay là đi sau, nói như thế rồi để cứ phải nói á. Dạ. Cái đấy là mọi người tôn trọng giao thông, tôn trọng pháp luật. Tại vì giờ như con đi tu rồi mà không làm được cái đó thì không ra gì cả. Nên là con nói với mọi người như thế. Cái đấy là quyền lợi cấm không cấm, hay là mọi người đi mua con cũng không có cấm. Nhưng mà mọi người nên là đi hàng 1, không đi hàng 2, hàng 3. Ở sau mới là chạy không chung. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Giờ đây thầy ân lòng con thương nhớ, nguyện cầu bình an tâm luôn hướng về. Con một lòng theo bước chân tu tâm đạo, một lòng theo Phật. A
càng khó thầy đã dừng lại. Chúng con nguyện cầu thầy mãi bình an, con một lòng theo bước chân tu tâm đạo, một lòng theo phân A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Dù ở nơi đâu lòng con luôn nhớ lời thầy dạy từng bước chân đi, hành trình gian khó thầy đã dừng lại. Chúng con nguyện cầu thầy mãi bình an, con một lòng theo bước chân tu tâm đạo, một lòng theo Phật A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.